ai đang không nhớ được hóa trị hay nguyên tử khủng của các nguyên tử hóa học thì bới hết vào đây nhá. Vậy tại sao bạn không học chúng qua thơ và nhạc? Đầu tiên, giới thiệu với bạn đây là cách mà mình học hóa trị này. Nhìn hơi khó nhớ đúng không? Nhưng mà có nhạc đấy. Kali, iốt, hydro, natri với bạc, cờ lo một loài là hóa trị một, hãy ai nhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vân. Mà về kèm với thủy ngân oxy đồng thiết thêm phần ba tri. Còn nguyên tử khối, mình có bài thơ này, tuy nhiên là chưa có ai phổ nhạc cho nó cả. Nhưng mà không sao, nó dễ nhớ cực kỳ, học 1 đến 2 lần thì bạn sẽ nhớ ngay ấy mà. Muốn học giải hóa thì xem link của mình để ở phần comment nhé.